những tiếng hét và con muỗi đặc biệt. Ngày sửa ngày xưa, có một gia đình nhỏ nhưng lại hay hét lên khi muốn nói chuyện với nhau. Gia đình gồm có một người mẹ, một người cha và cô con gái nhỏ tên Lily. Một ngày nọ, có một con muỗi thích ăn tiếng hét đi qua nhà Lily, thấy trong nhà có nhiều tiếng hét nó liền bay vào. Bất cứ khi nào trong nhà có tiếng nói chuyện ồn ào hoặc la hét, muỗi sẽ bay lượn xung quanh và ăn hết những âm thanh đó. Ban đầu, gia đình không nhận thấy điều gì bất thường. Nhưng thời gian trôi qua, họ bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhanh chóng. Họ càng tạo ra nhiều tiếng hét, con muỗi càng trở nên lớn hơn. Ban đầu nó to bằng con ruồi sau đó lớn lên bằng con ong và cuối cùng bằng một quả bóng. Con muỗi rất thích ở bên cạnh Lily vì cô là người hay la hét nhất. Bởi vậy, con muỗi ngày một to lên còn, Lily thì ngày càng yếu đi. Không ai còn có thể nghe thấy Lily giói gì. Tiếng thét của cô bị nuốt đi và mọi người không hiểu điều cô nói. Lily đói quá và ngày càng yếu ớt nên hôm nay nhìn thấy mẹ cô đã nói rất khẽ mẹ ơi con muốn ăn kỳ lạ thay mẹ cô bé cảm thấy rất dễ chịu và bà cũng đáp lại thật khẽ ừ để mẹ nấu gì cho con ăn nhé một ngày nọ cả gia đình tập trung tại phòng khách để thảo luận về tình hình họ nhận thấy rằng bất cứ khi nào họ nói to thì họ càng mệt hơn và con mũi dường như càng to hơn, phàm ăn hơn. Gia đình quyết định tiến hành một thí nghiệm. Tất cả họ đều nói nhỏ và ngay lập tức nhận thấy rất dễ chịu con mũi thì cũng đã nhỏ đi. Khi họ tiếp tục nói nhỏ, con mũi cứ teo tóp dần rồi biến mất. Lily bắt đầu cảm thấy tốt hơn, năng lượng của cô trở lại. Từ ngày đó trở đi, cả gia đình học cách nói chuyện nhẹ nhàng và ân cần với nhau họ trân trọng những giây phút yên bình và nhận ra rằng họ không cần phải hét lên mới được lắng nghe